kiểm tra trong lòng xem có nứt nẻ gì không này. Con này bị phát ra bị cái kim đây này. Đây, kiểm tra dưới đáy xem là có đứt nẻ gì không này. Để kiểm tra dưới đáy nữa. Cái này hàng này sợ nhất nó là kiểm tra kỹ là phải không bị nứt gió, bị nứt gió, nứt gió men đấy. Tiếp theo này, này trong nó hơi bị tí, chỗ này là men theo kiểu là nó bị xe men nó chảy xuống không đều chỗ này. Nếu mà để mà ra được một con hàng mà gọi như là hoàn hảo chỉn chu 100% thì cực kỳ khó, cực kỳ khó. Riêng cái hàng sứ này cho vào lò nung thôi nó đã mới chỉ được 50% thôi. Đây, con này bị một ít này, cái chấm đen này. Đây, như con này bị gì chấm ruồi đây. Cái hàng lam này thì không 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 tránh được, khó tránh lắm. Nếu mà để ra được một con mà gọi như là chỉnh chu 100% thì gần như là không không có. Đây này, mọi người nhìn này, cái này nó là cái ruồi, cái ruồi khi mà đốt lên nó sẽ bị đen đen như này. Cái riêng cái hàng sứ lam này thì trên một cái sản phẩm nó sẽ rất hay có những cái đấy. Nếu mà bỏ không có trên một cái thì nó hiếm lắm, rất là hiếm. Lại còn một đôi nữa chứ, lại còn một đôi nữa. Nhiều khi nó có thể nó không bị cái này nhưng mà sẽ bị sang cái bên kia. Tiếp theo lên trước tiếp theo này. Đây. Con này bị sạn nó bay vào này. Con này bị sạn bay vào trong lòng này. Sạn nó bay nó bám vào men đấy. Mọi người nhìn nhé. Sạn bay ra xong nó bám vào men. Con này là sơn thủy. Vừa đi ăn cỗ về chị. Đây đấy, không nứt nè. Này, con này bị sạn bay vào nhiều quá. Con này bị sạn bay vào men rất là nhiều. Trên phần vành miệng cũng vậy đây. Đây, những cái này là những cái sạn nó bay vào vành men này. Bị nhiều đấy nhỉ? Sạn bay vào vành men trong lòng cũng vậy. Con này khả năng cao là để ở gần con nào bị vỡ rồi. Mọi người nhìn trong lòng này nó có những cái chấm chấm lên đấy. Bên ngoài thì lại chỉnh chu ok. Bị mỗi trên con này bị mỗi cặp này là bị trên miệng và trong lòng. Bên ngoài ok hết.
bóng không vỡ gió gì cả. Đã kiểm tra xong thì con sen vịt này. Con sen vịt này thì ở trong lòng mượt hết rồi này. Trong lòng mượt ok này. Không sạn, không bám bẩn gì cả. Con này thì bên này có trứng ruồi bên trong lòng. Đấy, trứng ruồi. Xem bên ngoài này. Bên ngoài thêm có sứt mẻ vỡ gió gì không? Con này ngoài long lanh rồi, ngoài đẹp. Thì đáy xem nào. Đáy không nứt. Chiếc thứ hai này xem nào. Con này chiếc thứ hai ngoài ok đây. Không, ví dụ nếu như mà hàng mà bị xấu ấy thì cái giá nó sẽ bán nó sẽ mềm hơn. So với cái loại đẹp, đẹp long lanh. Kiểm tra nốt con này. Đây, trong kia vẫn có một hai chấm ruồi nhỏ nhỏ. Ra thì cái hàng xứ này không để tránh nổi, riêng cái hàng men lam này kiểu gì có tí ruồi, không chỗ này chỗ kia. Xem bên ngoài ok. Men bóng mượt hết rồi. Ok, con này bóng mượt. Xem dưới đáy này, xem có nứt nát gì không này. Đấy. Đấy, nghỉ hết. Nét thì ok hết rồi. Men đều màu. Men đều nét ok. Nó không bị cái đục. Ví dụ mà hai cái thì mình phải so sánh. Hai cái nó phải nét đều nhau. Men nó phải mượt đều. Không bị một cái này chênh cái kia quá nhiều. Xin chào mọi người. Mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng.
như là ví dụ gồm bát đĩa ấm chén đồ thờ bình phong thủy chum vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy, thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.